Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Quang Bò TV. Hôm nay mình đi chợ mình mua được một ít lòng heo các bạn. Đây lòng heo về làm sạch rồi nha các bạn, thú linh với ruột già rồi. Mình chế biến cái món cho mấy ông nhậu ông ghiền. Ông nhậu ông ghiền ông hay ăn món này các bạn. Lòng già thú linh đồ nhậu rất là tuyệt vời nha các bạn, kể cả mình thì trước mình còn nhậu mình cũng lại thích cái món này các bạn. Thì gồm thành phần 2 muỗng nước mắm ngon nha các bạn, nước mắm ăn canh để làm cái món lòng gô ti nước dừa. Mình làm là ở đây là một bịch ngũ vị hương nha các bạn, đây là hành tím, đây là 5 cái củ hành tím và đây 3 cái củ tỏi cô đơn nha các bạn. Ở đây là một muỗng cà phê đường cát, một muỗng cà phê bột ngọt và muỗng cà phê hạt nêm nha các bạn. Và mình có mua trái dừa mình chặt nước để sẵn nè các bạn, để mình khìa nước dừa ha. Bây giờ mời các bạn cùng đi khìa với mình rồi cùng thời thưởng thức với mình nha, xin mời các bạn nhé. Bây giờ mình bắt cháo dầu lên, nó sôi nó nóng rồi đó các bạn. Giờ mình cho tỏi vô nha các bạn, mình phi tỏi lên. Rồi cho củ hành tím vô luôn nha các bạn. Rồi mình xào cho nó vàng đi, mình đảo cho nó vàng đi. Giờ mình sẽ cho lòng vô nha, thú linh ruột ha. Rồi bỏ nó vô xong rồi mình phải đảo lên nha các bạn, đảo nó qua cho nó thấm tỏi nó thơm ha, tỏi với củ hành cho nó thơm. Rồi kế tiếp mình cho gia vị vô luôn nha các bạn. Đường với bột ngọt với hạt nêm. Rồi mình cho nước mắm vô luôn nha các bạn. Rồi ngũ vị mình cho luôn nha các bạn. Ngũ vị đây là ngũ vị hương đó các bạn. Rồi mình đảo cho nó đều rồi mình xào cho nó săn lại rồi mình cho nước dừa vô nha các bạn. Rồi giờ mình cho nước dừa vô luôn nha các bạn, thấy lòng nó săn rồi mình cho nước dừa vô luôn. Rồi mình đem, rồi giờ sau khi nó nãy giờ lâu rồi đó các bạn, rồi nó cũng cạn nước rồi mình nghe, giờ mình trộn lên rồi bắt đầu chuẩn bị mình nhét ra nha các bạn. Cho hành, cho cái ngò nêm á, cần tàu vô rồi mình cho nó thơm cái là mình nhét xuống nha các bạn. Rồi mình hả mình ăn nhỏ rồi mình cắt nhỏ ha, cắt nhỏ nó ra thì nó càng nước rồi mình các bạn. Mình cho cái đầu là mình có chuẩn bị cái đầu ngò rí, cái đầu cần tàu á các bạn, cái cọng cần tàu á. Đây mình cho cần tàu vô đây cho nó lên cái mùi thơm nha các bạn. Thơm quá các bạn ơi, thơm chịu không nổi, quá thơm rồi các bạn. Rồi giờ mình cho ra dĩa nha các bạn.
Rồi mà các bạn nhé. Ngon quá các bạn, mình ăn mình lâu quá mình ăn mình thấy ngon không biết các bạn thấy như thế nào, nhưng mà khi mình thấy ăn là rất là tuyệt vời các bạn, rất là ngon, nước dừa nó thấm vô thơm, gia vị ngũ vị hương các bạn, không nghe cái mùi hôi của cái lòng lợn nó hay hôi đó các bạn. Mà mình làm rất là sạch này, mình bóp muối mình chà rửa luôn rất là kỹ đó các bạn, cho nên ăn không nghe mùi mà rất là thơm nữa, mà thơm mà ngon nhờ cái cần tàu nữa, mà cần tàu đang kẹp vô rất là thơm ngũ vị nữa. Có chuẩn bị một ít rau găm thêm không? Xưa mình cũng hay ăn cái này nhiều bây giờ thì cũng ăn mà lâu lắm rồi, lâu lâu lắm mới ăn một lần, tại vì thứ nhất là làm nó cực, ăn thì nó ngon các bạn nhưng mà làm nó hơi cực, rửa tước cái mỡ nó sạch sẽ ra các bạn, bỏ cái mỡ đi rồi mình xúc sạch sẽ, mình bóp muối rồi mình khử nước mắm các bạn, làm sạch sẽ trái tỏi lên cho thơm, mình làm công thức giống như nãy các bạn làm thấy mình làm, trái tỏi với hành cho thơm lên xong đổ nước mắm rồi vô khử xào cho nó săn lên, bắt đầu đổ nước dừa vô rất là tuyệt vời các bạn. Mình được gọi là khề các bạn, anh bố gọi là goatee, ở nhiều người ta lại làm phá lấu nữa nha các bạn, làm lòng phá lấu hay là khố linh thú linh phá lấu nhiều lắm các bạn, nhiều nói chung là làm nhiều cách làm rồi, như lòng luộc cũng được các bạn, lòng luộc chấm mắm tôm rau sống ăn cũng rất là bắt. Hồi trước mình hay nhậu hay làm món này rất là ngon, thích ăn lắm. Thì nhờ nhất là các bạn biết không, xào với cái chua tuyệt vời lắm, ăn rất là ngon. Bạn nhớ làm sạch cái mỡ ở trong các bạn, mình lộn ngược lại, khi làm mình lộn ngược lại mình tước cái mỡ cho nó sạch hết đi, rồi mình bắt đầu mình trần mình lộn lộn lại ra cái bề này các bạn, thì ăn khi mà ăn khi xào lên nó không 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 có mỡ nhiều các bạn, đỡ ngán đi. Các bạn nếu các bạn mà muốn thấm nhiều bạn cắt ra trước trước bạn xào lên, còn mình thì mình làm
Như vậy đó các bạn, mình làm nguyên rồi, xong rồi bắt đầu tới chừng ăn mình cắt nó ra. Đây các bạn biết không, mỗi khi mà thèm á hay là đói á, mình nghĩ lung tung đó các bạn, hôm nay ăn món này chắc ngon lắm, hôm nay ăn món kia chắc ngon lắm. Khi mà làm ra rồi các bạn thấy ăn không được bao nhiêu, mình đói cái bụng như con mắt đó các bạn, lúc mình suy nghĩ đói thì nó thấy là cái bụng lớn hơn, con mắt cũng lớn hơn, mua cho nhiều chứ trời thiếu nhiều đó chắc không đủ ăn, suy nghĩ là vậy. Khi mà làm ra rồi cũng luôn ăn thì được nhưng mà không ăn được nhiều. Rất là ngon các bạn, tuyệt vời, bự quá. Đây là ruột già đó các bạn, ruột già ghim nước dừa cũng được mà khèo nước dừa, khìa cũng nước dừa cũng được nha các bạn. Nói chung là danh từ Việt Nam mình phong phú đa dạng, người thì kêu khìa, người thì kêu ram nước dừa, người thì kêu vô ti nước dừa, nói chung là mỗi lãnh vực mọi cái tên dùng tên gọi khác nhau đó mà. Cho nên là nãy mình có gọi nhầm mà mình nói nhầm nữa là khìa nước dừa với là ngô ti nước dừa các bạn, nhưng mà khìa nước dừa hay ngô ti nước dừa thì nó cũng giống như nhau, tại vì mình sử dụng nước dừa mình khìa cũng giống như qua chảo đó. Rồi miền Tây, miền Tây thì hay gọi là khìa, còn ở Sài Gòn mình thì gọi là ngô ti, ví dụ như gà ngô ti nước dừa hoặc là chim cút ngô ti nước dừa, ví dụ vậy. Ở dưới quê thì gọi là khìa nước dừa nhé, đó vậy. Chứ bằng danh từ vùng miền đúng không, địa phương. Cho nên các bạn mà có xem clip này của mình không, mình có nói vậy đó, các bạn thông cảm bỏ qua đừng để bụng, không phải là mình nói sai đâu, tại mình dùng cái danh từ địa phương nó quen rồi mà. Thôi thì chắc tới đây mình xin dừng lại tại đây. Hẹn các bạn view clip sau. Mình sẽ cố gắng làm những món ngon hơn cùng các bạn thưởng thức với mình ha. Nếu các bạn thấy kênh mình hay thì các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, tươi trẻ nha. Bye bye.